Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 2, tập 2, bộ sách Cánh Diều. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo nhé. Bên cạnh đó, chúng mình hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ, thầy mời chúng ta mở sách toán lớp 2 tập 2, trang 2 và trang 3 để thực hiện một số hoạt động trong chủ đề mới, đó là chủ đề phép nhân và phép chia. Bây giờ chúng mình có thể quan sát lên hình vẽ, đúng không? Và chúng mình có thể cho thầy biết ở đây có những hình ảnh đang vẽ gì đấy các em? Ở đây chúng mình thấy là có những nhóm bạn chơi với nhau, đúng không? Có những nhóm bạn như hai cái chiếc đu, chúng mình thấy có từng đôi, hai bạn ngồi chơi. Thì như vậy chúng mình sẽ tính như thế nào? Bên cạnh đó chúng ta thấy là các bạn đang chơi tàu, đúng không? Đi tàu thì chúng mình cũng thấy một con tàu có hai người và có bốn tàu như thế. Vậy thì bốn tàu như thế thì có tất cả bao nhiêu bạn đang ngồi trên tàu, đúng không? Còn đây chúng ta thấy là có ba bạn ngồi trên những chiếc máy bay, mà có năm chiếc máy bay như vậy thì là tất cả có bao nhiêu người, đúng không? Chúng mình đã học được những phép cộng và phép trừ, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ tiếp xúc với một cách tính mới, đó là phép nhân và phép chia, để biết được những số người và những số bạn bằng nhau trên một số như thế là bao nhiêu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài học đầu tiên, đó là làm quen với phép nhân và dấu nhân. Bây giờ chúng ta lại quan sát lên màn hình và cho thầy biết. Một bạn nữ đang lấy ra là mỗi thẻ có hai chấm tròn và bạn nữ lấy ra 5 tấm thẻ như vậy. Thì bạn nào có thể cho thầy biết là mỗi tấm thẻ có hai chấm tròn và mình lấy ra 5 tấm thẻ như vậy thì có bao nhiêu chấm tròn? Bây giờ mình hãy suy nghĩ giúp hai bạn trả lời câu hỏi cho bạn nam nhé. Đó là có tất cả bao nhiêu chấm tròn. Ở đây chúng mình thấy là mỗi tấm thẻ có hai chấm tròn, đúng không? Mà 5 tấm thẻ như vậy có tất cả bao nhiêu chấm tròn đây các em? Ở đây từ hình ảnh trên chúng mình có thể là có cách nhiều cách tính khác nhau, đúng không? Chúng mình cũng có thể đếm này, đúng không? Như vậy chúng mình nhìn lên chúng mình cũng có thể đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đúng không? Như vậy, mỗi thẻ có hai chấm tròn, 5 thẻ như vậy là có 10 chấm tròn, đúng không? Hoặc có những bạn thì lại cộng lại với nhau, đúng không? Có những bạn thì lại dùng phép tính cộng, đó là 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 2 bằng 6, 6 cộng 2 bằng 8, 8 cộng 2 bằng 10, đúng không? Vậy thì mỗi thẻ có hai chấm tròn, lấy ra 5 tấm thẻ thì cũng có thể là 10, 10 chấm tròn. Tùy chúng ta đếm hoặc là cộng lại với nhau. Khi cộng chúng ta thấy là 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 thì nó sẽ là bằng 10, đúng không? Ở đây chúng ta thấy một điều là gì? Có một cách tính khác rất là nhanh hơn, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta thấy là thầy đã lấy ra mỗi tấm thẻ là hai chấm tròn, đúng không? Như vậy thầy đã lấy ra 5 tấm thẻ. Chúng mình có thể cho thầy biết là mỗi thẻ hai chấm tròn, đúng không? Thầy đã lấy ra mấy thẻ đây các em? Đúng rồi các em ạ. Thầy đã lấy ra 5 cái thẻ, đúng không? 5 cái thẻ đều có hai chấm tròn giống nhau, đúng không? Thông thường chúng ta sẽ đếm hoặc cộng lại với nhau, nhưng thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta một phép tính mới, đó là phép tính nhân. Ở đây chúng ta thấy là 2 thì được lấy 5 lần, đúng không? Đây, 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần. Như vậy chúng ta sẽ có phép tính nhân như sau. Ta có phép tính nhân 2 nhân 5 bằng 10. Ở đây chúng mình lại thấy một cách tính mới, đúng không? Đó là chúng ta có phép tính 2 nhân 5. Ở đây chúng ta thấy là 2 được lấy 5 lần. Cho nên ta có phép tính là 2 nhân với 5, đúng không? Rất là nhanh hơn lúc đầu chúng ta cộng rồi, đúng không? 2 nhân 5 thì chúng ta thấy là bằng 10. Như vậy
Chúng ta sẽ đặt như sau: 2 nhân 5 bằng 10. Và thầy đã đưa lên màn hình cho chúng ta quan sát, đây là dấu nhân. Bây giờ chúng mình hãy dừng video, đọc lại phép tính này cho thầy. 2 nhân 5 bằng 10 và quan sát dấu nhân. Vẽ vào vở nháp cho thầy dấu nhân. Dấu nhân ở đây chúng mình thấy là hai đường gạch chéo cho nhau, đúng không? Giống như chữ X, đúng không? Bây giờ chúng ta lại dừng video, viết dấu nhân vào này và vở nháp cho thầy nhé, để cho chúng ta biết được dấu nhân và đọc lại phép tính nhân, đó là 2 nhân 5 bằng bằng 10, đúng không? Vậy thì bây giờ thầy đã giới thiệu cho chúng ta một phép tính mới, đó là phép nhân, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta thấy là sau này chúng ta thấy là các số hạng giống nhau thì có bao nhiêu số hạng giống nhau, như vậy chúng ta sẽ nhân với bấy nhiêu số, đúng không? Như vậy ở đây có 2 được lấy 5 lần, 5 lần là số 2. Như vậy chúng ta có phép nhân là 2 nhân 5 bằng bằng 10. Bây giờ chúng ta sẽ sang hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động thực hành. Chúng ta sẽ thực hành luyện tập một số bài tập sau. Bài tập đầu tiên yêu cầu chúng ta là xem hình rồi nói theo mẫu. Bây giờ chúng mình có thể quan sát lên mẫu nhé. Ở đây chúng ta có hai câu, câu A và câu B. Ở đây chúng ta thấy mẫu như sau. Ở đây chúng mình có thể cho thầy biết là có mỗi tấm thẻ có bao nhiêu chấm tròn đấy các bạn. Đúng rồi, mỗi tấm thẻ có 5 chấm tròn và có bao nhiêu tấm như vậy? Đúng rồi, có 3 tấm, đúng không? Như vậy thì mỗi tấm thẻ có 5 chấm tròn, 3 tấm thẻ như vậy có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Ở đây chúng ta thấy là 5 được lấy 3 lần. Như vậy chúng ta sẽ thấy là 5 nhân 3 bằng 15, đúng không? Đây, 5 cộng 5 là 10, 10 cộng 5 là 15. Như vậy 5 nhân 3 bằng bằng 15. Và tương tự như thế, chúng ta hãy quan sát lên từng tấm thẻ ở câu A và câu B xem nó được lấy mấy lần. Tương ứng như vậy chúng ta sẽ làm phép tính gì? Đúng rồi, chúng mình sẽ điền phép tính vào dấu chấm hỏi này nhé. Và chúng ta hãy dừng video, quan sát hình ảnh cũng như quan sát câu mẫu, làm bài tập A và bài tập B, sau đó thầy sẽ đưa ra đáp án. Ở đây chúng mình thấy là câu A, đúng không? Mỗi tấm thẻ có bao nhiêu chấm tròn? Mỗi tấm thẻ có 4 chấm tròn. Mà ở đây có tất cả là bao nhiêu tấm thẻ, đúng không? 1 tấm, 2 tấm, 3, 4, 5. Như vậy 4 được lấy 5 lần, đúng không? Ở đây chúng mình sẽ có là 4 nhân nhân 5. 4 nhân 5 bằng bằng 20. Tiếp theo câu B. 6 được lấy mấy lần? Mỗi tấm thẻ là 6 chấm tròn, 2 tấm thẻ như vậy. Như vậy 6 được lấy 2 lần. Ở đây chúng ta sẽ có phép tính là 6 nhân nhân 2 sẽ bằng 10, 12. Rồi, chúng mình lại dừng video, đọc hai phép tính nhân này cho thầy nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 2, đó là chọn phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ. Bên trái màn hình là hình vẽ, đúng không? Bên phải màn hình sẽ là những phép nhân thích hợp. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn lên tranh ở bên trái và nối với những phép tính thích hợp phía bên phải màn hình, gồm có phép tính là 5 nhân 2, 6 nhân 3 và 4 nhân 3. Bây giờ chúng ta thấy hình vẽ đầu tiên, đúng không? Mỗi cái khay đựng trứng là đựng bao nhiêu quả trứng các em? Đúng rồi, chúng mình thấy là mỗi khay có 2, 4, 6 quả trứng, đúng không? Như vậy ở đây chúng mình thấy là có mấy khay đựng trứng như vậy? Đúng rồi, 3, đúng không? Như vậy 6 được lấy, 6 được lấy mấy lần nào? Một khay có 6 quả trứng mà có tất cả là mấy khay đây? Đúng rồi, có 3 khay. Như vậy 6 sẽ được lấy 3 lần. Và chúng mình sẽ có phép tính nhân là, đúng rồi, 6 nhân 3. Tiếp theo chúng ta thấy còn những cái chiếc can đựng nước ở đây, đúng không? Như vậy nhóm đầu tiên chúng mình thấy là 2, 4, 5. Như vậy chúng mình thấy là 5 được lấy mấy lần đây các em? Đúng rồi, 5 được lấy 2 lần, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có phép tính nhân là 5 nhân 2. Tiếp theo trên đĩa thì có 4 chiếc bánh, đúng không? Mỗi đĩa có 4 chiếc bánh. Vậy ở đây có tất cả là bao nhiêu đĩa đây các em?
đúng rồi, có 3 đúng không? Như vậy là 3, như vậy là 4 được lấy 3 lần. Mỗi địa thì có 4 chiếc bánh. 3 địa như vậy có tất cả bao nhiêu chiếc bánh? Chúng mình sẽ thấy là 3, 4 được lấy 3 lần đúng không? Như vậy 4 sẽ là nhân với 3. Chúng ta hãy dừng video, đọc lại phép tính nhân này một lần nữa nhé. Và bây giờ chúng ta cùng bước sang bài tập tiếp theo. Bài tập tiếp theo ở đây là xếp các chấm tròn thích hợp với mỗi phép tính sau. Xếp các chấm tròn thích hợp với mỗi phép tính sau. Ở đây chúng ta thấy có hai bạn đang ngồi và có những phép tính nhân ở bên trái màn hình, đó là 3 nhân 2, 4 nhân 3, 5 nhân 4, 5 nhân 5. Và bạn ấy đang đố bạn nữ đó là 3 nhân 5. À, 3 nhân 5 ở đây thầy sẽ đố các em là 3 nhân 5 thì 3 được lấy mấy lần các em? À, đúng rồi đó các em ạ. 3 nhân 5 ở đây sẽ là 3 được lấy 5 lần đúng không? Và bài yêu cầu chúng ta là xếp các chấm tròn thích hợp với mỗi phép tính nhân. À, bây giờ mình sẽ phải xếp phép tính tròn làm sao cho 3 được lấy 5 lần ở đây đúng không? Thì chúng ta sẽ xếp các chấm tròn như sau. À, đây là 1 lần 3, 2 lần 3, 3 lần 3, 4 lần 3 và 5 lần 3. Như vậy, 3 được lấy 5 lần. Chúng ta sẽ tương ứng với phép nhân 3 nhân 5, đúng không? Vậy thì tương tự như thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta. Bây giờ chúng mình sẽ lấy cái bộ đồ dùng học tập và lấy cho thầy phép nhân đó là 3 nhân 2. Nếu như 3 nhân 2 thì chúng ta sẽ lấy như thế nào? Thầy sẽ có phép nhân là 3 nhân 2 nhé. À, 3 nhân 2. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là 3 được lấy mấy lần các em? À, đúng rồi, 3 sẽ được lấy 2 lần đúng không? Và như vậy chúng ta sẽ lấy hai tấm thẻ, mỗi tấm thẻ là 3 chấm tròn, 3 được lấy 2 lần. Tương tự như thế thầy sẽ có phép nhân 4 nhân 3. À, 4 nhân 3 ở đây thì chúng ta thấy là tương ứng 4 được lấy, đúng rồi, 4 được lấy 3 lần, đúng không? Và chúng ta sẽ lấy là 4 được lấy 3 lần, đúng không? 4 chấm tròn được lấy 3 lần, đúng không? Như vậy chúng mình cũng sẽ biết được là 4 cộng 4 là 8, 8 4 là 12, đúng không? 4 nhân 3 là 12. Và phép nhân tiếp theo đó là 5 nhân 4. Bây giờ chúng mình sẽ suy nghĩ cho thầy là 5 nhân 4 thì chúng mình sẽ lấy chấm tròn tương ứng như thế nào? À, 5 ở đây được lấy mấy lần các em? Đúng rồi, 5 được lấy 4 lần. Chúng mình sẽ lấy chấm tròn như sau. 5 sẽ được lấy 4 lần ở đây, đúng không? Và phép tính 5 nhân 5 thì nó tương tự như vậy, chúng ta sẽ lấy 5 lần 5, đúng không? 5 được lấy 5 lần và chúng ta sẽ lấy thêm một chấm tròn này nữa. Và bây giờ chúng ta cùng bước sang bài tập tiếp theo. Xem tranh rồi thảo luận và về phép tính của quân và thư. Theo em bạn nào nêu phép tính đúng? Ở đây chúng mình thấy là có một cái địa, trên cái địa thì có những chiếc bánh. Và một cái địa như vậy thì có 6 chiếc bánh. Đúng không? Và có hai địa. Thì ở đây một địa mà có 6 chiếc bánh và có hai địa như vậy thì có bao nhiêu chiếc bánh? Và bạn Quân thì đưa ra kết quả đó là 6 nhân 2. Còn bạn Thư thì đưa ra kết quả đó là 6 cộng 2. Hai bạn đưa ra hai cách tính khác nhau để biết số địa ở số bánh ở ở trên địa, đúng không? Như vậy một đĩa có 6 chiếc bánh, hai đĩa như vậy có bao nhiêu chiếc bánh? Chúng mình sẽ phải dùng phép tính gì? Như vậy chúng mình thấy là gì? 6 ở đây được lấy mấy lần nào? À, đúng rồi, 6 ở đây được lấy 2 lần, đúng không? Như vậy chúng mình phải có phép tính là 6 nhân 2. Bạn Quân đã nêu phép tính đúng. Và câu B, kể một tình huống có sử dụng phép nhân trong thực tế. Kể một tình huống có phép nhân trong thực tế, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có rất nhiều tình huống để sử dụng phép nhân đấy các em ạ. Ví dụ như mình có mỗi hộp bút là có 6 chiếc bút, đúng không? Thì hai hộp bút như vậy có tất cả bao nhiêu chiếc bút? Thì mình sẽ dùng phép tính nhân là 6 nhân nhân 2, đúng không? Tiếp theo chúng mình có thể thấy là một hộp phấn là có 10 viên phấn, ba hộp phấn như vậy có bao nhiêu viên phấn, đúng không? Tiếp theo là một lọ có 5 bông hoa, hai lọ như vậy có tất cả bao nhiêu bông hoa, đúng không? Rất là nhiều các tình huống chúng ta phải sử dụng phép nhân trong thực tế. Và như vậy thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bài chủ đề thứ ba, đó là phép nhân và phép chia trên toán lớp 2 tập 2 bộ sách Cánh Diều. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.